Xin chào các bạn, chúng ta đang quay trở lại với Top Sao Hàn, kênh cập nhật liên tục các tin tức giải trí K-pop. Sau đây mời quý vị và các bạn đến với những tin tức mới nhất có trong ngày. Diện mạo của Blackpink tại sân khấu Coachella tuần này sexy gợi cảm hơn hẳn so với tuần trước. Vào ngày 23 tháng 4, Blackpink tiếp tục trở thành nghệ sĩ biểu diễn chính lần thứ 2 tại lễ hội âm nhạc Coachella. Không nằm ngoài dự đoán, Jisoo, Jennie, Rose và Lisa một lần nữa làm bùng nổ sân khấu, đem đến những tiết mục hoành tráng gây bão mạng xã hội. Đặc biệt trong lần trở lại này, Blackpink đem đến diện mạo mới sexy hơn hẳn đêm diễn đầu tiên. Bốn thành viên diện trang phục cắt khoét táo bạo khoe thân hình siêu chuẩn cùng với thần thái sang chảnh gợi cảm khó cưỡng. Không nghi ngờ gì nữa, Jennie chính là nhân tố sexy nhất buổi trình diễn hôm nay. Nhìn chiếc áo cắt khoét táo bạo của nữ idol, ai nấy đều phải bất ngờ. Chiếc áo cắt khoét này giúp Jennie khoe trọn vẹn những đường cong gợi cảm, thân hình nuột nà hết chỗ chê. Nhưng chiếc áo cũng khiến cô để lộ một phần vòng một khiến khán giả thót tim, sợ cô rơi vào tình huống hớ hênh. Trong một sân khấu khác, nữ idol sinh năm 1996 cũng khoe khéo vòng một căng đầy và eo thon hút mắt, không có lợi thế chiều cao nhưng Jennie vẫn là biểu tượng sexy của Blackpink. Trở lại với set diễn nhóm thứ hai, Jennie diễn nguyên cây trắng tôn vòng một và eo thon chuẩn mực. Jennie khiến dân tình đứng ngồi không yên khi zoom cận cảnh hay nhảy động tác sexy. Thêm một lần nữa thì điệu nhảy Tiger của Jennie lại oanh tạc mạng xã hội bởi sự quyến rũ đối lập vẻ ngọt ngào cô truyền tải. Trong các màn trình diễn của Jennie, nữ idol vừa hát vừa kết hợp tương tác bằng ánh mắt, nụ cười cực kỳ linh hoạt. Do đó, về kỹ năng biểu diễn, Jennie luôn được đánh giá cao bởi cách cô nàng tận hưởng sân khấu rất thoải mái, tự nhiên, nhưng vẫn đảm bảo sự lôi cuốn mạnh mẽ, khí chất có đủ. Cụm từ Outfit Hot của Jennie leo hạng 1 Hot Search Weibo bảng chung và hạng 2 bảng giải trí với 130 triệu lượt đọc. Khoảnh khắc quấy động khán giả của Jennie tại Coachella, hãy cho tôi nghe tiếng hét của các bạn trở thành xu hướng trên các nền tảng TikTok và Twitter với lượt tương tác lớn. Vốn được biết đến với hình tượng thanh lịch dịu dàng, Rose ngày càng lột xác táo bạo và gợi cảm, làn da trắng sáng, nhan sắc tựa nữ thần và thân hình sexy của Rose được tôn lên trọn vẹn trong bộ đồ táo bạo này, màn khoe vòng một lấp ló của đóa hồng nước Úc khiến fan sốt dần dần. Rose vừa mong manh gợi cảm nhưng cũng không kém phần sang chảnh và quyền lực trên sân khấu Coachella. Và tất nhiên thì không thể không nhắc đến tóc hát khi nói về Rose tại Coachella. Không hề thua chị kém em, Lisa xuất hiện với trang phục ôm sát và cắt khoét khoe trọn nét đẹp xứng danh thánh body. Tỷ lệ thân hình hoàn hảo của em Úc Blackpink chưa bao giờ khiến công chúng thôi suýt xoa. Chi tiết cắt khoét trên trang phục càng thêm đốt mắt khán giả. Trong một sân khấu khác thì Lisa xuất hiện với trang phục ánh kim đem đến hình ảnh quyến rũ quyền lực như nữ hoàng. Với sự trở lại trong tuần 2 tại Coachella thì Jisoo vẫn còn khá an toàn so với các thành viên Blackpink, cô không diện những bộ đồ cắt xẻ độc đáo. Tuần trước cô là tâm điểm gợi cảm thì đến nay nữ idol lại trở về với phong cách kín đáo nữ tính hơn. Những màn trình diễn mãn nhãn của Blackpink tại Coachella khiến người hâm mộ toàn cầu dần dần. Bạn có nhận xét như thế nào về vấn đề trên đây? Đừng quên để lại bình luận bên dưới video nhé. Chúng mình là Top Sao Hàn, cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.